Hai anh em xin chào cả nhà nha. Hoàn thành công việc rồi cả nhà ơi. Anh em Vin đã đem hết những cây con á ra chậu hết rồi cả nhà. Với một số ít anh em Vin cho nó ra ngoài đất trồng luống bán cây nha cả nhà. Hai ngày rưỡi Hai ngày rưỡi, nếu mà tính đây là cũng cả ngày luôn á, làm bữa đứng. Bữa nay mình làm bữa đứng. đúng rồi, không có nghỉ mệt. Hôm qua anh em Vin làm tới 9 giờ tối cả nhà. Bữa nay sáng hôm nay thì anh em Vin làm gần 4 giờ nữa là mới xong hết tất cả mọi thứ cả nhà. Vậy tính Đây. ra hơn 3 ngày rồi. Hơn 3 ngày. Cái bữa nay làm đứng là tôi không nghỉ luôn á cả nhà. Đây. Cả nhà thấy đẹp chưa? Cái này nó bắt phân luôn rồi, nó dựng lên luôn rồi. Đấy, tức là vừa trồng cây con vô mà nó không có bị héo hoặc xuống luôn cả nhà, trồng là nó tươi luôn á. Đây là những cái hàng năm con nha. Anh em pin có ra rất là nhiều nhiều loại luôn. Cái này thì 5 cây nè. Đó, cả nhà thấy không? Cây giống thì rất là tốt luôn. Đây, đây nữa nè. Đây cũng là một hàng năm cây luôn nha cả nhà. Bên đây cũng 5 cây luôn. Hai ba loại màu lắm. Bây giờ thì anh em pin sắp rất là nhiều thứ luôn, tại vì chen chen vô đất tống á nên anh em pin không có xác định được màu nào rồi. Chỗ cũng ít rất là nhiều. Muốn nó ra bông là sẽ biết nè cái nha. Chỉ hướng ánh nắng thôi. Đây còn mấy bên đây là hạng 4 cây nha cái nha. Cái này là mới mua thêm một ít chậu, cái giống của anh em pin á dư nhiều quá cái nha nên mua thêm một ít chậu chậu mới cáo luôn nè. Cáo luôn á chị ạ. Đây còn này là 4 cây nha cái nha. Đó, cây giống rất là tốt luôn, rất là mập luôn nè cả nhà. 4 cây. Đó, bên đây là 5 cây. Cái này là nói là tùm lum loại bông hết trơn á cả nhà. Tại vì những cái cây mà giống con mà anh em binh vét lại á, dư á, cái thì miễn sao vô tùng màu hết trơn là thôi cả nhà. Nè, bên đây là hàng 4 cây nha. Bên đây cũng 4 cây nữa nè cả nhà. Còn phân nửa này là vô hồi sớm nên là 5 cây. Cái đợt đầu tiên này cả nhà. Còn đây là cúc sao. Bên đây cũng là 4 cây rồi 5 cây nữa. Bên đây như hai hàng 5 cây hết đó cái nha. Đó, còn cái này thì anh em bên ra trồng để bán cây. Cũng như là bán ngày cúng ông táo cái nhà. Hoặc là cô chú nào muốn trưng cây á, trưng chậu bông bằng cây á, thì anh em bên làm cái này. Cái này thì dừng 200 cây cái nha. Lúc đầu dự tính là trồng bông cây nhiều lắm, nhưng mà hàng chậu nó ngon quá nên anh em bên chỉ trồng bao nhiêu đây thôi. Trồng chừng 200 cây cái nha, hơn 200 cây. Còn ở đây á, thì những chậu cây này thì chậu lớn, chậu 43 thì anh em pin vô 7 cây nha cái nha. Cái này mà làm một cặp để hai bên góc cột trước cửa nhà là hơi bị đẹp luôn nha. Nó đặt như mâm xôi luôn á. Đây, cái này thì anh em pin vô 40 chậu nha cái nha. Còn đây cũng là chậu 5 cây. Hơn trước pin còn khá lắm. Để trước pin ra trước quay cho cả nhà xem. Đây cũng là 5 cây luôn. Đây là toàn bộ bông anh em pin đã ra hết ở ngoài chậu hết. Bây giờ là không còn cái bông con nào hết. Để pin ra trước pin quay cái sân ở trước cho cả nhà xem nữa nha. Còn ngoài đây là thì pin đi chậu một cây nha cả nhà. Chậu này chậu C8 là một cây thôi. Thì cái này thì cũng có hai loại màu. Màu vàng chanh với lại màu cam nha cái nha. Cái này cũng như là trưng mừng thiên hoặc là trưng ông địa vậy. Để chậu này thì mình sẽ trưng được lâu hơn, mình vô bình nữa thì nó sẽ héo. Còn để nguyên này á thì mình đem ra mình tưới nước cái mình đem vô mình trưng nữa. Đây. Cái này thì được một tăm chậu nha cái nha. Còn đây, đây cũng là chậu 5 cây. Anh bên để bít ở cái sân trước nhà bên hết luôn cái nha. Tóm là chỗ nào mà có được ánh nắng á, thì anh em bên sẽ để được hết cho nó bung tàn ngon, rồi sau này anh em bên sẽ đem rời rời ra nữa. Bên đây 4 cây nè. Đó, có một số 5 cây, số 4 cây. Đây 4 cây nữa nè. Rồi đây có 3 cây nữa nha cái nha. Đây chậu 3 cây. Đây 3 cây nè cái nha. Bên đây nữa còn rất nhiều. Bên có 100 cặp 100 chậu 3 cây và khoảng 200 chậu 4 cây và 700 chậu 5 cây đó nha. Còn mới nhỏ nhỏ thì pin chưa tính nha. Rồi đây nè cái nhà. Cái Tết này chắc xung quanh trời nhà pin chắc rất là nhiều bông nhuận thọ luôn á. Đây là những cây mà pin thấy là nó nhỏ nhất ở trong cái cây giống của anh em pin á, lựa cây tốt ra chậu hết rồi. Còn những cây là cây nhỏ nhất nè, pin đem pin dọn những cái chỗ mà pin trồng rau hồi trước á, trồng bông á, rồi pin để vô trồng luôn. Nè cái nhà xem nè, ở đây nữa nè.
Đó, ở đây nè, hai hàng nha cả nhà. Bên đây nữa, bên gốc kế của gốc mai của pin nữa nè cả nhà. Pin cũng tầm nhân thọ luôn, những cây nhân thọ mà xấu nhất trong những cái mà cây giống của anh em pin tầm. Cả nhà thấy đẹp chưa? Giờ sân trước của pin toàn là chậu đỏ không. Mong là năm nay được cô chú anh chị ủng hộ anh em pin kiếm cái Tết cho thật là đầy đủ từ hồi trước đến giờ. Sao ngồi ho quá trời ho luôn à. Đây cái nhà thấy đại cho nguyên một đỏ luôn. Sau này nó buông tạng ở đâm chồi á thì anh em pin sẽ đem nó qua đó nha, cho nó cái khoảng cách nó rộng hơn, nó bự hơn á, cho nó buông cái tàn to hơn nữa. Sao còn cho ý nghĩ coi anh em là được tới đây thấy mừng không? Mừng lắm hả? Nói chung là cái khâu này là khâu cũng như gần như là quan trọng nhất luôn cả nhà. Mà mình ra được này là nói chung là nó khỏe hết, đi khoảng được 60 tâm đoạn đường rồi. 60 tâm đoạn đường rồi cả nhà ơi. Mấy cái quãng đường còn lại nói chung là nó nhẹ hơn nhiều lắm cả nhà. Chứ lại là tưới phân nè, rồi canh phân thuốc với canh cái sâu bệnh, cái thôi. Cây của mình nó đi như thế nào để mình xử lý thôi. Rồi xong đó xây chậu cho nó đều chậu á cái nha. Xây tóm lại là thì mình xây về cái cây nào nó nhỏ quá mình xây cái cây nhỏ thì ánh nắng nó sẽ tự động nó đều lại cả nhà. Tóm lại hồi trước giờ lần đầu tiên mà pin trồng bông nhân thọ như vậy thấy nó cũng không nặng nhưng mà thời gian nó rất là dài luôn đó nha. Như chuyện qua anh em pin làm clip không được á, tại vì cố gắng sao mà làm cho tới tối luôn cho nó ra hết, đặng giống như là cho nó có thời gian thêm để làm clip cho cái nhà xem á. Nhưng cuối cùng cái chính là nó cũng không dính đâu vô đâu. Đó, sáng anh em pin mới làm lên luống rồi trồng mới cây mà quyết định trồng ra ngoài á cái nha. Đó, ra ngoài thì được. Cái nhà có cũng như cái nhà có tầm chơi á thì mình vừa ra ở trong dĩ mình ra chậu xong là mình tưới cho nó một cử dưỡng rễ mỏng thôi nha cả nhà. Cứ như là kích rễ á, cho nó khỏe cái rễ á cái nha. Cho cây nó đừng bị si. Qua bữa sau là nó bắt luôn cả nhà, cũng như bông của còn như bên lần là nó bắt luôn mấy hàng bữa trước á. Lần nay bắt cả nhà thấy nó khác rồi. Mình dưỡng cái cây đừng có để cho nó xanh đen quá, nó xanh màu ở gà là ngon nhất. Vừa vừa thôi phải không? Là cây nó sẽ rất là nhanh phát. Nè. Cả nhà thấy vậy chứ khoảng bữa hai nữa là bung chèo lên hết. Cái nhà không biết cái này thiếu ánh sáng, cái nhà thấy nó không có xanh đậm, nó không có cũng như là nó tốt có xanh đậm nhưng mà nó hơi vàng thôi, có màu hơi vàng màu cái kêu bằng mấy anh tầm cây tầm bông thọ kêu bằng màu mỡ gà cái nhà. Nó tốt quá thì nó cũng không ngon mà nó không tốt thì nó cũng không được. Hả trời, mừng lắm cái nhà ơi. Rồi bây giờ anh em mình nghỉ ngơi xíu nha, tối nay kiếm món gì ăn mừng ngày ga chậu. Rồi, hoàn thành ra chậu văn thọ. Chị gặp lại cả nhà nha. Bây giờ tưới phân thuốc cái nó, cái tưới nó rồi tưới cũng như dưỡng rễ nó cái anh em pin nghỉ ngơi. 4 giờ chiều rồi. Chiều nay gặp tối rồi gặp lại cả nhà. Tôi vẽ hai đứa vừa cả nhà. Nãy pin có chạy đi mua ký cá kèo. Chiều nay anh em pin nấu cái lẩu cá kèo lá giang nha. Mới sắn cái bao chuối bên vào bên kia luôn. Ủa nãy anh đi không quá hả? Có, anh Vinh thắng được một cái với một cây rồi cả nhà. Bên kia, bên vườn bên kia của anh á, được một cái nữa nè. Hay tới vừa nấu cái lẩu cá kèo. Lá vàng nha. Cái gì lá vàng của Vinh này lên cao không cả nhà? Ờ, tốt nữa cái anh. Đáng. Nay nó đi theo quấn đều nè. Cứ còn gì nha. Sao khúc ở trên nó không ra lá nữa anh ơi. Mà ngộ ha cái nhà, lá giang ví dụ mà lên á, nó lên mà nó lên có cây nó bám á, nó có lá. Còn ở trên ngọn cái nhà thấy không, nó không có cây nó bám á, nó không có lá gì tơ. Nè. Nè coi cái nhà coi nè. Nhiêu đây đủ không anh, ha thêm nữa. Thêm miếng nữa đi vậy, cắt luôn cái đọt kế bên luôn rồi vậy. Đây đúng ha. Ừ, ăn cho nó ngon. Đúng rồi. Nha, bữa nay nhớ là lá giang nấu lấy vị thơm giấy thôi chứ không bỏ nấu như bữa nha. Mình dò ra, mình nấu một chút, chừng nào không đủ chua mình hả thêm tắt vô. Còn một ít là mình để mình ăn lúc ăn rau á cái nha. Lâu lắm rồi không ăn nó này, tốt quá thì tốt. Cắt nghe gạo hư đã không? Cái dây bên này nó quấn nó không có đều. Nó mạnh đứa nào đứa nấy quấn à. Tốt. Em cứ xe cho em đừng cứ gốc. Này cái nha, đây nè, tốt ghê không? Ờ, mấy cái lá đây nè phải nói là nó già quá già hay sao yeah. Ừ, nó đổi màu luôn, đổi màu luôn rồi.
hai ba khúc trên rút cũng không có sợ sót, nó không có lá luôn. Đây, rồi, nhìn nha. 2 giây cô về nhà tắm rửa rồi cả nhà. Nè anh mấy cái lá đó xíu. Nó muốn màu nâu nâu luôn rồi. À vô vậy. Tính ra tao chưa có kịp tắm luôn á cậu. Mày lẹ làm sao hả? Lẹ gì mày còn đi mua bẻ bắp chuối, giật dừa. Còn tao chứ tao về tao tắm không chứ tao có làm gì đâu lâu. Tao tưởng mày tưới khoan lâu. Cái gì? Tao tưởng mày tưới khoan lâu. Tao đang ngưng cái tao ngưng tưới rồi. Thở hồi đó cho phân phải không? Không, con thì xong rồi, tại có sáng giờ mình vô con tâm vỏ rồi xịt mấy hồi. Bà chuối nhìn thấy mới bẻ khác cái giòn đã hen. Nó anh cắt tới cái bẹ này nó đỏ đẹp á anh. Ừ, đúng rồi. Mấy lần trước mà bắp chuối nhiều thì bên sẽ ít sắc lắm cả nhà. Này cái bắp chuối, cây chuối cả nhà thấy bên cao rồi bổi quá đã luôn. Cái này mình cắt hết luôn á, ăn hết mình bỏ tủ lạnh. Đây, cái kèo này cả nhà. Cái kèo này lúc gà ở ngoài chợ của xã bên á ít có người bán lắm tại vì giá nó hay cao á. Cái này mình chạy lên chợ Ngã Tư Huyện mình mới mua được nè. Một ký cái kèo. À, để vàng bên trong nè, đẹp chưa, đẹp chưa? Xanh tươi luôn ha. Thôi, vô thôi vậy. Cũng lâu rồi mình không có ăn cái kèo á. Đúng. Cái này là mời kiếm món gì ta mang bắp chuối với chuối cây được luôn á con. Món mì vậy? Đâu ra vậy? Có món đó luôn á hả? Đứng được, đứng được. Ngàn ngàn. Cái này anh em đi quyết định chà cho bớt nhớt nha. Thôi bỏ, khỏi bỏ, bỏ vô. Khỏi cần mình vớt bọt. Chà thôi. Dạ. Cảm không? Mình ăn vậy là sai bài rồi phải không anh? Không có em, vậy cũng đúng mà. Tại vì mình bỏ vô á thì hơi nếu mà không chà thì còn nhớt thì mình vớt bọt, mình cũng cá tươi mà. À, không ăn mà nếu mất công nó nhảy nhảy có mấy đứa nhỏ ăn sợ nó nhảy phỏng rồi. Chứ đợi không, không nên, nhưng mà ấy thì mình ướp đá bỏ vô vẫn được, mất công khỏi vớt bọt thôi cả nha. Cả nhà bị nấu lẩu cái kèo nấu nó gian mà cường đòi ăn cơm. Bên chợ gần luôn. Có ở đâu thì chén cơm ăn thôi. Em thích sao thì ăn vậy thôi à. Okay. Người ta ăn cơm mày luôn. Chứ à, chắc bụng người tôi giờ pin thì tôi ăn được 2 chén cơm rồi cái nha. Mày chắc xài hẳn chắc cách thôi phải không? Cho có mùi thôi đúng không? Đúng đúng đúng. Mấy con cá kèo nãy còn chà chà nó không có ngập cái nhà ơi. Giờ đo chó vô tủ lạnh. Nó mất nhớt rồi nó vẫn còn. Nước biển còn xinh tươi. Cười hay là mới luôn nha cái nhà. Bị đốc dữ lắm còn mới mua được 5 cái áo cái nhà. Ôi mày nói rồi mày. Nay cười là mới luôn. Tại vì Biên có một mấy cái áo thun á, mặc dễ lắm cái nhà. Dễ làm nó mát nữa, có cháy chục ngà. Biết sao không, tại còn đi lặn lội á. Ừ. Nên bận đồ thấy nó dơ. Thôi, cho vô. À, không mà mình mua đồ rẻ rẻ gì mới dơ mình cũng không tiếc nữa. Cái 60 ngàn mà mặn phát lắm cơ nha. Tại đó giờ người ta cho còn nhiều lắm. Nãy nấu nghe thiệt. Đi đường đó giờ không biết mua đồ gì luôn á. Mà đó giờ luôn nữa chứ mà. Nhưng mà mua ít lần lắm. Cái món này lẹ lắm. Cái này mình cho thêm một muỗng đường thôi nha cả nhà. Tại vì mình nấu 3 trái dừa luôn. Nửa muỗng, gần nửa muỗng màu ngọt. Chắc muỗng cà phê á. Cho thêm miếng muối nữa. Ui. Mỗi chén được rồi á. Cho nó vô nha cái nhà. Bữa ăn đơn sơ đạm bạc hả? Ờ, lẩu cá kèo và đơn sơ đạm bạc. Chết luôn. Cái chỉ nhanh gọn thôi. Nó nhanh gọn thôi. Ủa mà sao đơn sơ cũng đúng anh. Nhá không cầu kỳ phải không? Hả? Nhưng mà nấu với nước dừa này là hơi bị ngon nha. Trời ơi. Sao ớt nhiều vậy anh? Thôi vậy nó mới đẹp á. Cay không? Bên cho thêm miếng hạnh như cái nhà. Cái ớt hả? Không cay. Mấy trái ớt hôm bữa của mình á. Còn cho nó sôi lên cái nữa, bên nêm nhẹ lại cái nữa rồi bên cho nó ra cái nồi. Ra nồi lẩu liền. Tao chưa. Được không nghe?
Không đi ăn không? Cái thế bảo đảm đó cái nha. Cái đó là phản xạ tự nhiên ha anh? Đúng. Thôi đi ra luôn đi. Cho nó vô đây cái nhà. Cho nó ở dưới thấp đi, chỉ để lên cao quá mấy đứa nhỏ nó không ngon. Cho mình bỏ con nữa thôi cơ. Chứ mình bỏ hết vô hơi nó nhiều quá nó gã cái nha. Thì thấp mình đưa lên, chỉ để bên sợ nó chưa ngập hết á. Bốn lọt. Đúng rồi. Bò nó quá đẹp, quá đẹp. Nó kết luôn lọt. Rồi lên đây em ơi. Còn gì nữa? Giờ cường cho thêm một miếng tỏi phi vô nha cả nhà. Dưới tỏi thôi, dưới tỏi thôi nha. Cho nó thơm. Đừng có cho dầu. Hồi nãy bên phi nó dầu nhiều rồi đó cả nhà. Thôi hai anh em bên mời cả nhà ăn lẩu cá kèo cùng anh em bên nha. Rồi mời cả nhà nha. Con miếng con mời ông bà cô chú cùng ăn lẩu cá kèo. Khen có mời chưa? Ông bà cô chú cùng ăn. Dạ mời cả nhà ăn lẩu. Cho chén cơm luôn nha chú cùng. Nước hiền. Cái gì con? Nước hiền bao. Anh cũng ăn cơm luôn hả? Anh ăn cơm luôn. Nói chứ cái đứng, thử đi, ăn cơm ngon lắm. Hồi trưa ăn không có nhiều. Thôi ăn đỡ. Cái gì? Thôi ăn. Con ngồi xuống đi, con ngồi xuống đi là không có thấy khói à. Ớt này là không có cay nha mọi người. Ớt này là ớt chỉ dành cho tăng tí thôi à. Mà em nói anh nghe, anh làm đúng cái món yêu thích của hai đứa anh. Rồi, cảm ơn cưng. Cay cay theo theo là nó cũng ăn luôn anh. Dạ. Cho nước vô đúng không? Nè. Con cá trà sạch trơn luôn. Quá đẹp luôn cái nhà. Nghề mà hả anh cường? Rồi để ba gái ba cho. Ba sạch mới được chứ. Sạch nhất. Mì cu. Thấy gì rồi? Cá con mì. Cái con tài tạo. Biếm gắp miếng dao ra, dính vô cái này nè. Đãi con mì, khen. Con tài tạo bị đứt, gắp không được luôn. Đấy bây giờ hai anh em pin cào cào cái cho nó sớm lên á. Phần lên có. Cái vỏ trấu nó cũng bén nữa mà. Trời ơi, cái kẹo nha. Mày cái nhà. Xương mà ba. Có xương con nhưng mà có một xương chín thôi à, không có xương nhuyễn. Con dễ ăn lắm. Nó béo. Ba gấp mấy con cá ra cho nguội cho bắp dễ ăn mà. Ok. Ba cứ làm trước. Thử nha. Chắc là em ơi. Cảm nhiều nước mắm tê tái gì đâu á. Chú Cường có ăn nguội ăn nóng gì? Biết gấp ra cho. Thôi gấp nhiều đủ gấp ăn đi. Chừng nào ta ăn được gấp à. Ăn nóng phải không? Mà để lâu ở trong nồi nó gục không? Không đâu. Phải đây em à, bắp chuối vô nhà cây nhà. Chuối cậy vô Mình ăn mấy cái đồ gỏi này mới ngon nè cây nhà. Chú Cường phải ăn bắp chuối. Đúng rồi mà, không có nói chuyện được. Cái này mà tầm mưa xuống nữa ha. Làm liều đấy nữa thôi. Còn trái rượu kìa làm không? Không. Này phơi nắng quá khỏe mệt rồi cả nhà ơi. Tao sẽ thử một miếng á. Giờ uống nữa, tối đi xui lắm. Nóng quá con. Lúc này gần Tết rồi. Nên cho mình an tâm bảo đảm cả nhà ơi. Nó mà thổi công an mà thổi một cái là phế mã liền luôn. Nghe anh tết luôn á. Con chiếc xe đi cài á. Ý Cường nói vậy á. Con chiếc xe đi cài à. Mà chiếc xe đó Cường làm mất giấy tờ tên rồi. Mấy chú công an mà hỏi thăm cái là nghỉ luôn. Không lấy ngựa gì được. Phế mã cái là mạnh lắm á. Khen ơi. Ngon không con? Ngon mà mặt kì vậy? Mặt kìa anh. Nóng quá vậy á. Ngồi thẳng lưng lên con. Dạ không có để nước. Sao vậy? Con ăn ngay cái bụng đúng không? Ăn cái đuôi đó con. Cái bụng cái sẽ đắng. Cái gèo nó đắng nữa hả? Ừ, cái đầu nó sẽ đắng. Cái bụng nó đắng hả? Nó béo mà ta. Chiều bên cũng có nói Cường cũ vợ vô ăn nữa. Mà vợ Cường mất công chuyện nha cả nhà. Hôm nay có mấy anh em pin thôi. Không có vợ Cường. Chiều vợ Cường mắc bán. À. Nhưng mà cũng ít có bữa rảnh lắm. Bán phần học cho mấy học sinh đó cả nhà. Bán xong mình phải dọn dẹp nữa. Con nghe được tiếng máy bay luôn á. Trời ơi, chú Cường đang nói này nghe tiếng máy bay. Chắc anh làm được nghe luôn. Để ăn xong lần lần. Để ăn xong rồi nhìn hả? Con ăn xong là máy bay bay mất tiêu rồi. Cái là... Thì có mắm ba hé bánh nè.
nhiều quá là ngon luôn á. Ngon quá à. Cái nước nó là thanh luôn á. Thanh nó nấu bằng nước dừa á. Hồi nãy cả nhà thấy Bin đi giật hai trái dừa kinh vô, còn ở trong nhà ngoài nhà chạy vô kinh ba trái dừa nữa. Ba trái dừa chim. Dừa chim hả? Con nợ. Con nói đàng hoàng. Các em con nợ đi nữa. Cái gì? Còn con đợi mì nó nở ra rồi mẹ múc cho con nha. Chạy nha con. Tự nhiên lắm. Mấy thế? Yên tâm. Quên. Anh. Còn tự nhiên lắm đó nha. Đi lo. Đây đây mẹ để sẵn cho con. Ít gà cũng 2 tháng chung sống với nhau rồi nên. Ghê ở chung sống luôn. Lên lạnh ra. Đang ngâm vô. Gắp lên bên nè. Đây mẹ gắp cho con. Ở nhà con hả? Con ăn cơm với cha mẹ rồi á. Cho mẹ không có ăn ăn khúc đầu. Cá rồi gì cũng vậy, gà gì cũng vậy nữa. Con ăn được ăn khúc đầu. Với cái hai nữa mà gà ra không nhà không ăn bầu lòng. Không ăn da. Là con được ăn những phần đó đó. Không độ ngon không? Chứ như thường thường mình ăn con cá, dụ cái này cá kia lên là mình không nhớ. Nếu mà đúng ra với mấy cái cơ lớn á, phải lớn á, đúng rồi, đúng rồi. Đè cái chợ con đậu lại. Đầu ruột đó. Ừ, chợ con đậu. Ngoài nhà con ăn từ đuôi lên. Người ta nói gì? Nhúng phao câu gì, đầu cánh gì đó hả? À? Ừ. Ngon quá. Ngon nữa hả? Cá ngon nhất. Nhưng mà cái bụng thì không ngon. Nhưng mà kiểu như mình ở trong gia đình mình biết sở thích cái sở thích ăn uống rồi mình nó có câu nạn cái đó. Mời mọc mấy để kính mấy cái đầu kiểu như ăn cá mà ăn cái đầu tốt là không được luôn á. Nếu gà tao nghĩ là mày phơi xương được. Anh em kêu hồi tối bắp nghe ba ho không? Em nghe, em ở trong phòng em ngủ với Khoai mà em nghe anh ho luôn. Tự nhiên đang ngủ tới 11 giờ mấy Bin mới ngủ cái nhà. Rồi anh nghe bắp ho không? Có. Hai cha con thi nhau ho. Tụi ho nguyên đêm mầm. Chắc là tao nghĩ là hai em hôm nay ăn hộp cơm rượu nóng quá. Với lại hai anh em mình tao nghĩ là phơi xương á. Bình thường phơi hoài có không? Hai trời đổi mùa. Rồi đổi mùa là cái chuyện. Chuyện hai nữa. Sức khỏe mình yếu. Mình già rồi á. Già rồi. Năm nay tính ra mình ba mấy? 34 hay 33? 34. 33. Gì cả? 33. Gì cả? Sao? Ba nghe. Sao? Ăn cái cục bắp chuối nó xuống. Sao? Người ta nói ba nghe coi. Có ba cần đi chơi nếu hè anh này. Sao? Tối ba chở đi chơi nếu càng ăn ngoan. Cái cá hô lực cơ là hàng cục. Ho che miệng lại con. Cái lá vàng nấu hàng cơ. Nấu nó gà bớt nó chua ăn ngon ghê. Cá cá cặp cuột. Có sọt hả? Con ba ơi. Con ăn mà bị nước mũi lá nào luôn. Lá cười nên mà ơi. Có còn nước nữa không? Là hèn lá cười. Là cái cặp cuột. Cho nó nước kìa. Cho hết cổ. Cho ăn cái trong đi rồi thôi cho hết nước. Ngon quá à, chắc con ba ông bà. Sao? Hình hỏi bà nè mà. Má bà anh hát cô luôn. Nói dạ. Kẹp, kẹp. Nó nấu đặng là ý nó ăn ngoan á. Nó día lắm. Bà đía. Bà đía. Hôm bữa ông bà con chú cũng nói thằng bà đía nữa. Nóng thiệt. Nóng thiệt luôn. Ngon lắm mày là ha. Cái nước nó ngon á bắp. Nãy giờ con có hấp nước không? Ngọt thanh. Ba nấu bằng nước dừa. Ha ha, cảm nhận là ngon. À, thang cảm nhận là ngon. Ngon. Nó lừa bớt nấu thanh vậy. Cái này lỗi nha. Cái nhóc của nhà Bin, cái Bin với cô vợ người nào cũng giữ nhà hết tới. Em thấy ở trên Sài Gòn nó có mấy cái quận mà bị ô nhiễm không khí anh. Ban ngày mà khói bụi y như xương vậy đó. Mấy bữa nay con giống chú Cường rồi. Ăn cái chảng bụi. Ăn ngon
nếu gà anh em bên cứ 3 ngày á, là từ hôm bữa gà tới giờ là 3 ngày 3 ngày rưỡi á, anh cứ ở ngoài dưới vườn rau mà mấy gà nhiều khi tin tức vợ nói nghe thôi chứ anh cũng không biết luôn nữa, tại vì toàn là làm chỉ có hai anh em bên thôi cả nhà, cứ làm cho lẹ để giống như trễ ngày vậy đó, nó cũng không có nặng mà nó mất thời gian lắm chứ nha. Cá luôn, ăn cả cái canh. Mình vớt hết cái rau mà trong ghe đây, cái mình đừng bỏ vô nữa, cái mình cho cá vô cái nha con. Này phải nói là mấy bữa nay là anh Cường, thời gian anh Cường ở với anh nhiều hơn là ở nhà. Đó, mình chung sống với nhau cũng được 2 tháng rồi. Chị mới đây 2 tháng gì lẹ dữ. Hơn 2 tháng. Hơn. Hơn luôn hả? Hơn 2 tháng. Nhanh vậy? Mình nhìn tới thì nó lâu thôi, nhưng mà nhìn ngược mình không ngờ mà. Chứ như vậy anh về đây anh làm rồi em nói từ bữa giờ về đây em nói mấy tháng. Hồi tháng 3 tới giờ có dù qua Tết không? Mẹ nói bữa đi qua trả lại với bạn làm chung lúc trước á. Ừ. Nó ngồi uống đâu mấy ly, nó còn đi trở về anh đây cái nhà lúc trước làm chung với bạn đặt cá chung. Ngồi nó mới quay qua lại nó mới đây 6 tháng hả? Ừ. Mới đây mới thấy đây gì? Thời gian qua mau ghê. 8 tháng rồi đó.